Nhà đầu tư bất động sản hơn 10 năm kinh nghiệm chỉ ra ba bí kíp thay đổi tư duy, ai sở hữu đủ thì vẫn lời to, dẫu cả ngành thăng trầm. Khi thị trường địa ốc hưng thịnh, kỹ năng sale đã được coi nhiều doanh nghiệp, nhân viên môi giới coi trọng. Khi thị trường lao dốc, nhiều kỹ năng cũ được nâng cấp, một số kỹ năng mới xuất hiện, trở thành bí kíp của một số doanh nghiệp, nhân viên. Tuy y nhiên, biển thông tin thì bao la, lý thuyết thì xám xịt. Làm thế nào để chất lọc được những kỹ thuật, kỹ năng hiệu quả nhất trong đại dương dữ liệu đang mở rộng từng phút từng giây? Có một cách đơn giản mà hiệu quả là tìm đến các chuyên gia bất động sản thành công, những người tâm huyết rút ruột nhà tơ. Đúc kết nhiều năm kinh nghiệm thực chiến của họ thành những lời khuyên trí tình, gợi ý hữu ích để doanh nghiệp địa ốc nói chung. Nhân viên môi giới nói riêng có thể nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật, tăng tốc rồi về đích. Du Ăng Tống là một trong những chuyên gia như thế, một CEO mã đáo thành công mà lúc khởi hành chỉ là một nhân viên sêu chân ướt chân giáo vào nghề bất động sản. Năm 2009, anh gia nhập công việc môi giới bất động sản khi thị trường đang cực nóng với những cơn sốt đất. Năm 2011, khởi nghiệp lần đầu và nếm mùi thất bại, thị trường bất động sản đóng băng, giá đất rớt thảm, sêu bỏ nghề. Năm 2013, gia nhập nhiều doanh nghiệp địa ốc trong nhiều vị trí khác nhau, trải qua mọi biến động thăng trầm của ngành. Với hơn 10 năm học tập kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng, thay đổi tư duy, thực chiến thành công, anh trở thành nhà sáng lập kiêm CEO của Next Corporation và On Home Asia. Vua trình trường kỳ trình chiến ấy được Dương Tống cô động trong cuốn sách đầu tay của anh. Đó là kỹ năng bán hàng bất động sản trong kỷ nguyên mới, nhà xuất bản Thế giới và Alpha Book phát hành tháng 3 năm 2023. Trong cuốn sách được giới chuyên môn đánh giá cao này, tác giả chia sẻ 3 bí kíp. 1. Sử dụng mạng xã hội để học hỏi và bán hàng. 2. Sử dụng CRM. 3. Xây dựng website, sử dụng email marketing, tận dụng online review vì tận dụng sức mạnh của mạng xã hội chủ yếu là miễn phí tác giả dẫn nhập từ câu chuyện làm việc với khách hàng hàn quốc tại bình dương rồi đưa ra nhận xét sát sườn để bạn đọc tham khảo trước khi đúc rút kết luận cuối cùng tôi cho rằng để làm marketing hiệu quả cao và chi phí thấp đối với các doanh nghiệp nhỏ hay đối với những nhân viên bán hàng ở thời điểm này chúng ta cần tiến tới cái cảnh giới gọi là thập diện mai phục nếu các bạn bán cho người việt nam bạn có lựa chọn hạn chế hơn với các nền tảng như facebook zalo tiktok youtube còn nếu các bạn có thể sử dụng thêm một hoặc vài ngoại ngữ như tiếng Anh hay tiếng Trung, bạn có thêm nhiều lựa chọn khác như Instagram để tiếp cận khách Hàn Quốc, LinkedIn, khách Mỹ và châu Âu, WeChat, khách nói tiếng Trung, Hay Lai, like, khách nói tiếng Nhật. Tôi có cậu em thậm chí còn bán được một căn biệt thự cho khách rất trẻ vì cả hai chơi chung nền tảng game nhập vai và quen biết nhau từ đó. TAC giả chân thành khuyên độc giả người sử dụng mạng xã hội không nên sử dụng bừa bãi không có chủ đích vì sẽ lãng phí thời gian và đồng thời làm mai một đi hình ảnh chuyên nghiệp của mình không nên đăng tải nội dung bán hàng liên tục gây khó chịu cho những người trong danh sách bạn bè vì chỉ khi bạn có ích người khác mới yêu quý và muốn làm ăn với bạn không nên bày tỏ các quan điểm gây tranh cãi về chính trị xã hội hay xu hướng giới tính theo tác giả, việc có một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng, CRM ít nhất sẽ là cơ sở để phân xử khi các nhân viên sêu đụng khách với nhau. Vì thế, nên có quy định rất rõ ràng về việc sử dụng những dấu mốc về thời gian nhập khách, nỗ lực tư vấn cho khách thông qua các ghi chép của sêu vào trong CRM khi gặp khách. Chỉ cần mở lịch sử chăm sóc khách trên CRM ra là có thể đưa ra quyết định rõ ràng. Vì các công cụ Digital Marketing, tác giả phân tích, mổ xẻ nhiều trường hợp điển hình trong và ngoài nước trong đó có kinh nghiệm thực tế của mình để đúc kết thành những bài học, lời khuyên cô động, dễ nhớ, dễ vận dụng. Ví dụ, không xây nhà trên đất của người khác, hãy có cho mình một website riêng. Email marketing không chỉ quan trọng cho việc bán hàng mà còn là khâu làm thương hiệu. Testimonial chính là lời giới thiệu nặng ký và tự động cho những khách của bạn sau này. Công chỉ phân tích sâu về các công cụ digital marketing, tác giả còn giải đáp hai câu hỏi quan trọng của nhân viên bất động sản, nhất là trong giai đoạn thị trường trầm lắng hiện nay đó là môi giới bất động sản phải làm gì khi thị trường khó khăn và sau khi trở thành một môi giới bất động sản thành công, bạn nên làm gì tiếp theo. Vì tác phẩm của CEO Dương Tống, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc, trưởng bộ phận kinh doanh và tiếp thị dự án nhà ở CBRI Việt Nam, nhận xét đây không đơn thuần là một cuốn sách lý thuyết mà nó là sự đúc kết trải nghiệm của tác giả từ cả những thành công lẫn thất bại trong nhiều năm gắn bó với nghiệp kinh doanh bất động sản một điều khác biệt mà tôi có thể thấy trong quyển sách này đó chính là cách truyền đạt đơn giản dễ tiếp cận cho cả những người mới bắt đầu bán hàng bất động sản lẫn những quản lý kinh doanh lâu năm